Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Giấy chứng nhận nghề nghiệp cho giáo viên, vô lý, thừa thải và lãng phí. Ngày 22 tháng Giêng, AFA Tiếng Việt có bài Nhà giáo có cần thêm giấy chứng nhận nghề nghiệp khi đã có bằng sư phạm. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo mới đây đưa ý kiến quy định nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp. AFA dẫn truyền thông trong nước tường thuật lời ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo lý giải. Giấy chứng nhận nghề nghiệp giúp việc hành nghề của giáo viên thuận lợi hơn, tôn vinh nhà giáo và theo thông lệ nhiều ngành nghề khác. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn lời thầy giáo Ngọc Sơn ở Sài Gòn cho rằng, nói chung, một khi người ta được đào tạo qua trường cao đẳng sư phạm hay đại học sư phạm thì họ đã có đầy đủ chức năng dạy học. Bây giờ lại lập thêm một cái giấy phép con thì mình thấy nó vô lý vô cùng. Điều cần thiết là loại tính đảng ra khỏi môi trường giáo dục thì tự khắc giáo dục sẽ tốt lên. Cần gì phải cấp 3 cái giấy phép con này, ngớ ngẩn. AFA cho biết, tháng 9 năm 2015, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành một loạt thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23, yêu cầu giáo viên phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học. Đầu tháng 2 năm 2021, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành tiếp các thông tư số 01, số 02, 03, 04 có hiệu lực ngày 20 tháng 3 năm 2021, quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường phổ thông công lập. Theo truyền thông nhà nước, từ khi có thông tư số 01, 02, 03, 04 ra đời, giáo viên cả nước phải tự bỏ tiền ra học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với mức học phí khoảng 2,5 triệu đồng. Và đây là hình một cô giáo trên bục giảng. AFA dẫn quan điểm của giáo sư Mạc Văn Trang cho rằng, người giáo viên đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm theo mục tiêu đào tạo của nhà nước. Họ ra trường, được nhận về trường để qua thời kỳ gọi là thực tập nghề nghiệp. Vậy thì hội đồng của trường đã chứng nhận họ đủ tiêu chuẩn để dạy học rồi thì không cần giấy chứng nhận nghề nghiệp gì nữa. Trước đây là chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, giờ thì chứng chỉ nghề nghiệp, bao nhiêu là giáo viên kêu ca. Học chẳng ra cái gì cả, tập trung vài ba buổi rồi nộp tiền thi. Mỗi chứng chỉ giáo viên mất vài triệu, xong về vứt xó. Đó là điều vô lý và làm khổ giáo viên. Họ làm tất cả chỉ vì tiền. AFA cũng cho hay, tuy ông Vũ Minh Đức khẳng định là việc cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp đơn giản và miễn phí, nhưng theo một số giáo viên mà AFA trao đổi, việc này chắc chắn sẽ tăng thêm chi phí, nguồn lực xã hội với những thủ tục, hồ sơ, giấy tờ liên quan, gây lãng phí lớn thời gian, công sức của giáo viên và cơ quan quản lý giáo dục. Và đây là hình Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn. AFA dẫn lời nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội nói rằng, thật là kỳ cục. Các ông cán bộ văn phòng nào đó ngồi phòng lạnh nghĩ ra những cái giấy tờ chứng chỉ hết sức quái đản. Giáo viên đã học chuyên ngành sư phạm là họ đã đủ tư cách để đi dạy học, mà họ đã đi dạy thì họ là những thầy cô giáo. Thế mà bây giờ có kẻ nghĩ ra thầy cô giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp. Thế thì các ngành nghề khác cũng phải có chứng nhận hết à. Đây là điều vô lý. AFA dẫn số liệu do Bộ Giáo dục đưa ra tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới vào chiều ngày 18 tháng 8 năm 2023. Theo đó, con số thiếu giáo viên của cả nước là hơn 118.000 và hơn 9.000 giáo viên bỏ nghề. AFA cho biết thêm, ngày 22 tháng Giêng nhằm mùng 1 Tết Quý Mão, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn bày tỏ rằng chỉ mong đội ngũ nhà giáo có sức khỏe tốt, niềm tin, tiếp tục gánh vác nhiệm vụ đổi mới, tiếp tục đổi mới bản thân, phương pháp, cách thức, phát huy sáng tạo của mình để có năm học mới hoàn thành tốt trách nhiệm, một năm hạnh phúc với nghề nghiệp, với học trò. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Giấy chứng nhận nghề nghiệp cho giáo viên, vô lý, thừa thải và lãng phí. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Công an khoe thành tích phá đường dây ma túy qua đường hàng không với Hải Quan. Ngày 22 tháng Giêng, AFA Tiếng Việt loan tin, công an phá đường dây ma túy lớn nhất lịch sử từ vụ phát hiện 4 tiếp viên sách hàng cấm về nước. AFA cho biết, cơ quan chức năng Việt Nam phá được đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử từ vụ phát hiện 4 tiếp viên sách hàng cấm về nước. AFA dẫn thông báo của lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng Giêng cho biết như vừa nêu trên tại hội nghị phòng chống ma túy qua đường hàng không. Hội nghị này do Bộ Công an và Bộ Tài chính phối hợp tổ chức tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hình bản tin trên AFA. Điều này khá kỳ lạ khi công an lại tổ chức một hội nghị tại trụ sở hải quan. Vụ bắt giữ 4 cô tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines vốn là công lao của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Theo phát biểu của Cục này với báo chí, vụ bắt giữ không phải là ngẫu nhiên, tình cờ mà đã theo dõi từ lâu. Như vậy dễ thấy, vụ bắt giữ này là kết quả của một quá trình điều tra hay một kiểu giăng bẫy. Khi đó còn rộ lên lời đồn là mấy cô tiếp viên kia, con ông A, cháu ông B này nọ, bắt giữ các cô này là kiểu phe này dằn mặt phe kia, thậm chí là triệt hạ nhau nếu có thể. Tuy nhiên, ngay sau khi hải quan bàn giao người cho công an, chỉ trong vòng 6 ngày sau, tất cả các cô tiếp viên này đều được thả. Hơn nữa, còn có thông tin họ vi vu du lịch bên trời Tây. Tổ chức hội nghị kiểu này như kiểu công an cố ý vả mặt hải quan. Và đây là hình 4 cô tiếp viên của Vietnam Airlines bị bắt quả tang vận chuyển chất ma túy. Theo AFA, tại hội nghị, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ vụ phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 2023, khi 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines mang chất cấm, ngụy trang trong các tiếp kem đánh răng từ Pháp về, Công an thành phố Hồ Chí Minh trong 10 tháng qua đã triệt phá được 150 đường dây ma túy liên quan nhóm này, khởi tố 381 người và thu được 130 kg ma túy. Khoảng 22.000 tỷ đồng được giao dịch qua 3.000 tài khoản của các đường dây liên quan nhóm. Ông Mai Hoàng cho rằng đó là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử và dự kiến có 500 bị can trong chuyên án này. AFA nhắc lại, một ngày sau khi 4 nữ tiếp viên bị phát hiện, Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo cho biết, nhóm tiếp viên sau khi bị phát hiện mang chất cấm về nước khai rằng khi ở Pháp, họ được một người nhờ xách tay số hàng về nước với tiền trả công là 10 triệu đồng. Do quá bận việc, họ chỉ kiểm tra vài tiếp kem, không thấy có gì bất thường. Và đây là hình công an thu giữ ma túy từ đường dây buôn bán ma túy bằng đường hàng không. AFA dẫn cơ quan công an Việt Nam vì các tiếp viên không biết bên trong các tiếp kem đánh răng nhận vận chuyển có chứa ma túy nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. AFA cho biết thêm, vào ngày 22 tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên. Vào ngày 27 tháng 3, thêm một tiếp viên Vietnam Airlines bị cho có dính líu trong vụ này. Người này được cho biết đã cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho 4 nữ đồng nghiệp khác để nhận số hàng chứa ma túy và chia nhau mang về Việt Nam. Cả 5 bị tạm giữ ngay khi hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vụ việc. Tuy nhiên sau đó cả 5 đều được công an thành phố Hồ Chí Minh cho tại ngoại do gia đình bảo lãnh. Việc thả các cô tiếp viên này một cách quá nhanh khiến dư luận nghi ngờ sự trung thực của công an. Và việc triệt phá nhanh chóng đường dây ma túy khổng lồ sau đó như một cách để công an chứng minh các cô tiếp viên vô tội càng khiến người ta nghi ngờ những cô tiếp viên này là con cháu ông bà nào. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Công an khoe thành tích phá đường dây ma túy qua đường hàng không với hải quan. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.